quá trời sầu riêng luôn ha, sầu riêng quá trời luôn á. Để bán cho Noel nè. Noel nè. Dạ. Chơi 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 một xíu không? Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Một Sắp Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn. Thì hôm nay chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn bữa sầu riêng cám ơn nha. Quá trời là sầu riêng luôn. Tha hồ mà lựa chọn, địa chỉ là 592 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình. Đó, đường tao xin về bên kia nè cô chú. Đây, 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 chú ơi. Đưa miếng nhẹ. Miếng nhẹ đó. Đó là ngon.
bớt nữa thì bớt. Vô chờ nhá. Thank you.
trời luôn. Em của anh Di Cá. Nhìn mặt là cái bản thân bắt đầu đi nhiều à, cái này kia diễn viên hài
lấy cái mấy hộp nhỏ luôn. Phải cười nhiều lên hả mà? Hả? Mấy em phải cười nhiều lên hả? Phải cười nhiều lên, khách đầu tiên cười nhiều lên. Hài nữa, khách đầu tiên là diễn viên hài mà. Cười nhiều lên, mới cưới vợ được mười mấy nhỏ hơn mười mấy tuổi phải không? Đúng rồi, đúng. Nãy anh nói mày, anh cứ kẹo bữa anh nói cho em giống ông đó em mới lên co thử đó cha. Lên co thử là nhìn giống đúng không? Cùng quê nữa chứ. Cái gì mà chị? Có khi nào mà chị hỏi thử ông bố dưới quê thử như thế nào không? Cô cho anh tới thế nào anh đâu? Kia rồi của anh rồi, bây giờ tới anh hè đó. Rồi, coi cái của mình luôn đây. Nói lễ mua sầu riêng về cho chợ ăn hả anh? Mua sầu riêng cho chợ ăn. Đúng rồi. Nên đâu em là mất cái tay mua một lần nữa không? Em ơi, tấm tiền đi nha. Mày, cơm, mai hai cái cơm đi.